ông lớn Triệu Tường là con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ quản cai. Ra hồi cung vui vẻ đền rồng sớm khuya, châu Ba Đê nhất vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ tía lầu hồng vào ra. Giữ sổ tam tòa lên đền chầu chúa lão hòa đi tòng quyền. Lễ dâng nhang về đồng, làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo mười phương độ chi tay dâng nhang miệng niệm từ dòng nhang khai cuông thập cờ diệu mà về chứng từ trung nghi nga tích tăng cung rạp kim phụng hoàn lân cận thánh chúa thiên trưng ca lăng tần giả ân nê từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đình lệ dòng nhan thầm thừa diệu khai cuồng chứng từ chung sớm khuya vui vẻ đền rồng lên ngày chầu chúa mới lao hòa này tòng quyên lầu lầu tam giới hoàng thiên gia hồi cung tiên thánh thượng ngàn tiên na dâng văn tiên thánh thượng ngàn nước vuông là tuần quán ni sáng đàn trung ngân trên ngàn ni gió cuốn rung kề dưới khe cá lặn chim mơ bay về cánh khuya nguyệt lặn sao tàn về kỳ nghĩ à. Gành quan thấp lầu cao nghĩ à ý à. Gặp
thôi, trèo ra núi đỏ mắt lai vào ngàn xanh. Thước ngàn nì tôi tu anh linh ý à. Quyền hành núi non danh thơm đã có tiếng rồi. Mặt bể mưa tuôn đầu gánh, già mắt nê phụng long lanh ý à. Khăn xanh già xa nhụy hương nghe tuyết điềm làn xa nghe à. Ngọc ngà đầu vần tóc mai vốn dòng là công chúa thiên thà. Quyền bà cai bảo lạc hà.
Hà Giang ý Hà ý. Cầm hạ thu hồ lang vì trời quyên bà cai tam thập lục ngàn châu ý à, ý à. Ngàn quê ngàn đào
đồng soi sáng, chim én bay rợp trời. Hoa trong nắng mới dốc cao sương mờ. Ngàn con suối long lay uốn quanh sườn đồi, ngàn hoa thắm tươi. Chim oanh líu lo chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Họp mặt nến oanh quần chân áo chít con xanh khoe màu. Khăn vấn đầu quần chân áo dắt tìm thuốc bùa là thoát thoát đi mới truyền. Cau dầu đỏ thắm làm duyên hoa ngô cài tóc nghe càng thêm khác vờ. Đến kia miêu nọ tối lại về ám cỏ liều danh. Sơn lâm vắng vẻ quanh vắng nghe tiếng hạc đầu gành này cuối hang. Nơi non xanh suối ngàn tung tính con em chua thịt thính dâng lên. Chốn tùng lâm quê ở thiên thai có phen ngư cánh vườn hai. Khi ra núi tuyết khi vào nơi ám mê hỡi ai hay hiện hình biến tướng. Tương với nàng ngày tháng đi dòng trời cây cao bóng mát nàng nghỉ ngơi gặp người thanh lịch ngơ ấy là nhân duyên. Châu mới ban ra muôn phương hội họp đi đá đến tháng này ban cho tiền tốt lụa dày đi đón bông hoa chào ba về bắt điều sớm chiều nơi cá vàng tay khơi về bát rừng vàng đem cho các quý được giàu sáng đời đời đem cho trăm họ đức đời đời giàu sáng. Đồi núi bao xa lên ngàn đi hai bông hoa hai hoa đem đi đến đây biết bao nhiêu thành đầu chờ mong là ban khen biết bao thành đầu chờ mong ban khen.
diện hoa tươi tốt khăn xanh già già con nghi hương thiết tiếng bầu xa ý à ra hồi thánh thoại thiêng thầy đi tam châu thánh thoại thiêng thầy hành phong hành vũ dày gió mưa dâng nước ní một giờ ngự mây dâng nước một giờ vua cha đi phán hỏi đền thờ nơi nào làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo mười phương độ trì tay dâng nhang miệng niệm từ dòng nhang khai cuông thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung nghi ngã tích tăng cung rạng kim phục hoàn lân cận thành chúa thiên trưng vương sát
quỷ ni trừ tà gia huy, sát quỷ trừ tà chiêu tài này tiếp lộc gần xa đi cho đồng cầm sai tứ phủ tùy tòng chiêu dòng công nghi chúa chiêu dòng công nghi chúa đồng cứu dân đã ngại thần xem trong ngại dưỡng đường uy trời đổ lượng bao dòng dâng lên tam bảo mười phương độ chi thầy dâng nhang miệng niệm tử miệng niệm từ bi dâng nhang miệng niệm từ bi khấn rằng chư Phật độ chi mười phương ba bề làm lễ dâng nhang dòng nhang khai cuồng thập cường diệu bà về chứng tư trung nghi nga tích tăng cung rằng kim phụng hoàn lân cận thánh chúa thiên trưng vừa lần dần đi phụng bố hơi ai
nhà vàng, phượng ơi a nhà vàng. Tòng bộ chung nghe các nàng đôi bên có phen thanh sơn na tú thủy hòa phép một chí thần thông quán đi nga ca sông hóa quê nhà suối lân nê sông hóa quê nhà châu năm vui cảnh vào ra sớm chiều sang biểu vầng ngọc huyết đôi mày ngài ban nguyệt vầng trắng châm cài soi nước long lanh buồn bâng khuâng ủng hộ
gầm vang vang trong hang động, đàn báo hoa rào lượn tìm mồi bầy nai ngưng ác chất nơi. Suối nhỏ xuôi về hữu lũng sau lưng đền đá xếp chập chờn linh thiêng biến hóa thần thông. Nhật lương người non giá đi đời không sai thập nhị tiên nàng thân điều áo thắm dịu dàng để bước ra cô nàng cả dâng bông dâng hoa nàng đôi nhan sắc nàng ba kia nhìn cô nàng tư chơi cánh hồ tiên tinh rinh tinh tàng kia dòng nhang hai cuông thập cương diều ba vị chứng tăng cung giang tìm phụng hoàn đơn thần thanh chúa thiên trung vương quý ngạc à. Khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài lưng đai giọt ngắn giọt dài tay cầm đôi đuốc múa bài sóng đăng nghe cúp vào là đất xòe ra là rời từ đêm đêm biến hiện ra người khi ngạc ta soi cho quốc phú dân cường soi trong Nam Việt bốn phương thái hòa soi từ đại tới kinh đô kinh hà soi từ thành thì tới kinh đô soi cho non nước bốn mùa nở hoa đuốc tiên sáng to gần xa đi hà
chiều mới ban ra, muôn phương hội họp đề đà nay tháng này ban cho tiền tốt lúa dày đi ngà. Cho tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều, ban cho dài nhật sang nghĩa, bổng lộc cho nhiều năm ngoài năm xưa, trần gian con khuya sớm cùng thừa. 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 ngày 10 rằm 14. Chân người đã bước tới nơi, vang vang trong hang đồng, đàn báo hoa giao lượn tìm mồi, thiếu nai ngơ ngác chân đời. Ra hồ cung châu lục cung nương sắp phong nghi, châu lục cung nương vốn lòng đầy thật sinh nhi trên non ngào. Lục giang nghe là nơi cát địa, lục cung từ dấu khởi danh làm anh linh lừng lấy thương à. Thank you.
dốc rách ngã thuyền bè im du tục truyền lưu để ngàn đời thương. Thuyền bè du tục truyền lưu để ngàn để thu. Truyền lưu đề ngàn thui nhân dân thôn bản hãy còn thù giặc nguyên khi thu sang mở hội đua thuyền. Nhật lương thời mà loan giá vì đây ý à. Bài sai đô chiều lục cung nàng ân đang ai vốn dòng sơn trang tính tình hay măng trúc nó măng giang măng mai măng nữa cơm nam cha vàng nghề cũng có phen sung ngài đi tầm nghề ý à. Muôn nào thức ngây ai đem đi cũng giảm dầu khi tàu lỡ che sang không quản xa đàng không ai bước mây hôm nay loan ra vì đây sơn lâm hồ dĩ một cây mi lên rừng tướng trai đều đội mũ hùng ý ngà. Trong Nam Việt bốn năm thương thái hòa soi từ thành thì tới kinh đô ý à. Tiền tỏa sáng nghi soi trong đền mỹ đẹp làm sao đúc
đức tin tỏa sáng soi trong đền, ôi mỹ đẹp làm sao. Đi đá đi thằng anh bán cho tiền tốt lụa dày y hà. Lụa dày bổng lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều ban cho dài nhật sang nhiều bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoài năm xưa trần gian con khuya sớm phụng thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày 10 rằm 14 Dâng nhang miệng niệm từ khi dâng nhang khai cuông thập cương diệu ba vì chứng tư trung nghi nga đích đăng cung rằng kim phụng hoàn lân cận thánh chúa tiên trưng đại tướng Đông Nhung nghi mát lành, đại tướng Đông Nhung quê người nơi Bạch Hạc vùng Phượng Hầu. Trấn Nam Thiên Ni Hải Hà chúng tôi khách má hồng. Y
chí trước khu sớm sinh ra cảnh lão thu còn truyền. Nhà họ Vũ vốn dòng hào phú, nơi sơn lâm bảo hộ an dân qua trời đỉnh núi non na thân. Chợt thấy miếu Xuân Tinh công chúa vốn từ xưa thương cô anh linh qua cơn loạn lạc đao binh. Nhạc hát ca đi vang trời, hát ngập đường thời loan giá về đây. Đùng đùng tiếng trống mê linh, phất cờ khởi nghĩa phi danh hàng đầu. Có binh thư đọc suốt đêm thâu đi ngà. Binh thư đọc suốt đêm thâu, ngày ngày luyện tập giải dầu đi ba quân. Núi hương thiêng sáng tỏ chung thần tinh hà. Hương thiêng sáng tỏ chung thần, cờ hồng ra trận lấy lưng đi một phen. Quân tô định bạt vía nó kinh hồn. Quân tô định bạt vía kinh hồn, giặc nhà Đông Hán không còn ni một tên. Đất nước nhà độc lập vẹn toàn. Quân kéo về ngã ba đi đồng mỏ, giặc điên cuồng cờ đỏ vây quanh. Lệnh truyền hiệu triệu khắp thành. Thank you.
phạm hương chức nga nam chân quân trưởng lẽ thương dân na sông già cơ hàn tuy rằng mũ áo xanh sàng nhưng lòng thanh bạch thì quyết không làm điều nhớ để chọn ngày lành làm lễ kết hôn tổ đình sẵn có lòng tham mê ao tù khát nước no muốn rồng vàng tâm chúng ra hồi cung 99 suối bao xa 13 châu cửu ngự tòa sùng san thật ra hồi đồng mỏ chi lăng có ai lên na đồng mỏ chi lăng nghe châu mười nữ kiệt na cứu dân tiền triều lễ dâng nhang về đồng làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo 90 phương độ chỉ tay dâng nhang miệng niệm từ dòng nhang hai cuông thập cờ diệu bà về chứng từ trung nga tích tăng cung rạng kim phục hoàn thành chúa tiên trưng Việt Nam Bắc lệ bao xa có ai đi Bắc lệ bao xa ai đi chiêm bái phải qua ngôi đền ở châu trên thông reo dưới thời trúc hóa dày chim rừng ca hót đêm thâu con chim rừng diêu dít nó bảo trên non dâu gì thú sơn trang đẹp cảnh tự nhiên trời một màu gió mát trong thành một màu gió mát trăng thành đàn thông reo rắt na quanh đồi suối reo đường nguồn khúc
quanh đều dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá chơi một vùng sơn thoải thong dong. Phản
ra trong tiếng nghi chào chung ngôn từ đi theo hầu diệu tiếng thiên sư. Nhật lương thường cho bà Loan giá vì đây tinh trinh tinh tàng tinh trinh tinh tàng thoáng tinh tàng đi mà không sai thập nhị tiên nàng khăn điều áo thắm dịu dàng bước ra cô dâng bông dâng hoa nàng đôi nhan sắc nàng ba ya ưa nhìn cô nàng từ chơi cành hồ thiên. Ba vị chính từ trung nghi ngà tích thăng cùng già kim phùng hoàn lân cận thanh chúa thiên trưng hương dân cường soi trong Nam Việt bốn năm phương thái hòa soi từ đại đi tới kinh đô rút nga rút tiền tỏa sáng soi trong đền ơi đẹp làm sao đúc ngỡ tiền tỏa sáng soi trong đền đẹp làm sao. Kỳ là vương hồng soi sáng chim trời hòa trong nắng mới dốc cao sương mờ ngàn con suối long lay uốn quanh sườn đồi ngàn hoa thắm tươi chim oanh líu lo chào hương át khúc ca mùa xuân. Cho nước chảy ào ào soi cho người thái người giáo đi lên đồi đêm cánh khuya đùng đình đi rừng bà mới ban ra quân phương hội họp đi đá tháng này ban cho tiền tốt lúa rồi sang nghiêng
ba bán cho dày nhật sang yêu bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Trần gian con khuya sớm cùng thờ 30 mùng 1 người thứ hôm rằm 30 mùng 1 ngày 10 rằm 14 bay tít tầng không yên.